Dương pra hai chỉ cực hạ, xâm đạch bè xong khởi chùa nát, miền vùng trà cột cửa xa đề miền cầm rạch chi bộ phiếp thu thi hời. Bạn chìa bè ổng miền ọc ca sắc xa riêng sốt bạn chìa đôi chìa đôi chìa nè, khăn ông xa máy cả nụ. Xâm đạch bè xong khởi chùa nát, bè sốt nơi thay ổng kìa, đọc mùi rồi khai phò khốn, chân nằm vô cho xa bốt đất xa cà rạch bì bọt buôn rồi mà phê bàm bí. Trời nâng khai tí đọc mùi khai mì nìa cực xa cà rạch mà bọn bàm bày rồi bài sập bấy, nơi phùm không riêng, ព្រះអង្គប្រសូតក្នុងគ្រួសារកសិករដែលមានមេត្តាឈ្មោះជក់បិតាឈ្មោះព្រំជួនព្រះអង្គមានបងប្អូនបង្កើតចំនួន 2 នាក់គឺរូបព្រះអង្គនិងប្អូនប្រុសគឺលោកអុកញ៉ាសោភ័ណ្ឌមន្ត្រីជួននុតព្រះអង្គមិនបានឆ្លងកាត់ជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ទេគឺព្រះអង្គត្រូវបានមេត្តាបិតានាំយកទៅស្នាក់រៀនសូត្រនៅក្នុងវត្តតាំងពីអាយុជាង15ឆ្នាំមកម្ល៉េះរហូតបានបួសជាសាមណេរនិងបានក្លាយជាសម្តេចព្រះសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្